Hi there, welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Today we are going to study Unit 2 Health Workbook I Learn Smart World Grade 7. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài 2 chủ đề Health, sách bài tập I Learn Smart World. Ok, sách tiếng Anh lớp 7 I Learn Smart World. Ok, Lesson 1. In Lesson 1, we are going to review how to have healthy lifestyle. And the second one, we are going to review how to use indefinite quantifiers. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại làm cách nào để mà có lối sống lành mạnh. Và điểm thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các từ chỉ lượng nhé. Các từ chỉ lượng như là gì? A lots of, some, leader, any, not any, etc. Okay. Now the first one, new words. I look at the picture and find the words in the word search. Ở phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh và tìm từ trong phần tìm từ nhé. Ở đây chúng ta sẽ có những từ như là fruit, trái cây, vegetables, rau củ quả, fast food tức là thức ăn nhanh như là burgers, bánh mì kẹp thịt, soda như là nước Coca-Cola, okay, nước ngọt. Sleep là ngủ, healthy là gì? Lành mạnh. Unhealthy là không lành mạnh. Okay. Now look at and find the words in the word search. Okay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào bảng, nhìn vào bức tranh và tìm những từ trong phần tìm từ nhé. Okay, the first one we had fruit là trái cây. Okay, and the second one we had vegetables. Vegetable. Okay. Okay, vegetable là rau củ quả. And the next one we have fast food. Okay. And the next one we have soda. Soda where here? Là nước ngọt, right? Soda. And the next one we have sleep. Where is sleep here? Okay. Next one we have healthy. Healthy. This is a healthy. Unhealthy. Where? Here. Unhealthy. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Good work. Now the next one. Now B. Fill in the blanks with the words from test A. Trong phần B chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với những từ trong phần A. Những từ trong phần A đó là gì? Fruit, trái cây, vegetables, rau củ quả đúng không? Fast food là thức ăn nhanh. Soda là gì? Nước ngọt. Sleep là giấc ngủ. Healthy lành mạnh. Unhealthy không lành mạnh. Okay. Now number one, my mom usually gives me an apple or oranges for snacking. Mẹ tôi thường cho tôi một quả táo và cam để ăn vặt. She wants me to eat more fruit. Mẹ muốn tôi ăn nhiều trái cây. Okay. Now number two. Is it a good idea to eat like carrots or onion with meat and feed? Nó là một ý kiến hay để mà ăn vegetable. Okay. Để mà ăn rau củ quả như là cà rốt, như là hành tây với thịt và cá. Okay. So number two is a vegetable. It's a good idea to eat vegetable like carrots or onions with meat and fish. Okay, good work. Now number three. My brother is unhealthy because he eats too much. Anh trai của tôi thì không có lành mạnh bởi vì anh ấy ăn quá nhiều fast food, thức ăn nhanh. Ok, anh ấy ăn quá nhiều thức ăn nhanh. Ok. Number four, drinks such as cola has a lot of sugar. Soda. Ok, soda drinks such as cola has a lot of sugar. Uống những thức uống như là soda, những thức uống soda như là Coca có rất là nhiều đường. Okay, number five, I try to get at least 8 hours of every night sleep. Okay, I try to get at least 8 hours of sleep every night. Tôi cố gắng ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm. And number 6, you should do more exercise to stay healthy. Again, you should do more exercise to stay healthy. Bạn nên tập thể dục nhiều hơn để mà giữ gìn sức khỏe, stay healthy, để mà giữ gìn sức khỏe. Number 7, Hannah's eating habits are she has sweet and soda. She has sweets and soda drinks with every meal. Như vậy là unhealthy. Okay, Hannah's eating habits is unhealthy. She has sweets and soda drinks with every meal. Okay, thói quen ăn uống của Hannah thì không có lành mạnh. Cô ấy ăn nhiều đồ ăn ngọt và uống nước ngọt trong mỗi bữa ăn. Okay. Như vậy trong mỗi bữa ăn thì cô ấy ăn đồ ăn ngọt và uống nước ngọt. Okay. Như vậy là cái thói quen ăn uống đó không có lành mạnh, không có healthy. Okay. Không có lành mạnh. Okay. Good work. Now let's move on to the next part. The next part is reading. Chúng ta sẽ đi vào phần 2 là phần reading. I read the blog on healthy living and choose the correct sentence. Trong phần này chúng ta sẽ đọc một cái bài nhật ký về lối sống lành mạnh và chúng ta sẽ chọn ra câu đúng. Number one, Jane is a doctor. Jane là bác sĩ. Number 2, Jane is a student. Jane là học sinh. Okay. Now, let's read the blog together. Here's my tip for healthy living. Đây là một số mẹo của tôi cho cái lối sống lành mạnh. First of all, you should always get a good night's sleep. Đầu tiên là bạn nên có một giấc ngủ ngon. Bạn nên luôn luôn có một giấc ngủ ngon. At least 7 hours of good sleep will give you enough energy for the next day. Ít nhất là 7 tiếng. Một giấc ngủ ngon ít nhất là 7 tiếng sẽ cho bạn đủ năng lượng cho một ngày tiếp theo. It's important to get regular daily exercise and you should spend 30 minutes a day. Và việc tập thể dục đều đặn mỗi ngày thì quan trọng và bạn nên dành 30 phút một ngày để tập thể dục nha. It's also really important to get healthy food. Và việc ăn uống lành mạnh cũng rất là quan trọng. You should eat lots of fresh food and vegetables every day. Bạn nên ăn nhiều trái cây và rau củ quả mỗi ngày. And stay up that junk food. Và nên tránh xa những cái đồ ăn lạc vặt. Food which contains a lot of fat or sugars is unhealthy, and you shouldn't eat it too much. Những cái thực phẩm, những cái đồ ăn mà có chứa nhiều mỡ hay là đường thì không lành mạnh. Bạn không nên ăn quá nhiều. My mom is a doctor and she is always giving me advice on healthy living. And I pass it on to my friends at school so that they can stay healthy like me. Okay. Mẹ tôi là bác sĩ và mẹ luôn luôn cho tôi lời khuyên về lối sống lành mạnh và tôi đã chuyển cái điều đó đến những người bạn của tôi ở trường để họ có thể giữ gìn sức khỏe giống như tôi. Okay. So Jane is a doctor or Jane is a student. Jane is a student. Okay. Bạn Jane là một học sinh. Okay. Okay. Trong bài có đề cập là gì? Mẹ của mình là bác sĩ. My mom is doctor. Mẹ của Jane mới là bác sĩ. She always giving me advice on healthy living. Mẹ luôn đưa cho mình những cái lời khuyên về lối sống lành mạnh. And I pass it to my friend at school. Và mình đã chuyển nó đến những người bạn ở trường. Okay. Như vậy là Jane is a student. Như vậy Jane là một học sinh nha. Alright, B now, read and answer the question. Trong phần B bây giờ chúng ta sẽ đọc và trả lời câu hỏi sau. Number one, according to Jan, how many hours should we sleep each night? Theo như Jan thì là chúng ta nên ngủ mỗi đêm bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng đồng hồ? At least 7 hours. At least 7 hours, right? Here, at least 7 hours of good sleep. Ít nhất, một giấc ngủ ngon ít nhất là phải 7 tiếng thì mới cho ta đủ năng lượng cho một ngày tiếp theo. Okay, this is number one, at least 7 hours. Okay, now number two, according to Jan, how much time should we spend exercising each day? Theo như Jan thì là chúng ta phải tập thể dục mỗi ngày bao nhiêu? 30 minutes. Okay, 30 minutes. Here, you should spend 30 minutes a day. Okay, it's important to get regular daily exercise and you should spend 30 minutes a day. Okay, tập thể dục đều đặn mỗi ngày thì quan trọng và bạn nên dành 30 phút một ngày để mà tập thể dục. Okay, so number 2 is 30 minutes, 30 phút. Okay. Now number 3, what is Jan's mom's job? What is Jan's mom's job? Nghề nghiệp mẹ của Jan là gì? A doctor. Okay, here. My mom is a doctor. Mẹ của mình là bác sĩ. So number 3, she's a doctor. Or Jan's mom is a doctor. Mẹ của Jan là bác sĩ. Good work. Number 4. Who did Jan pass her mom advice on to? Bạn Jan đã chuyển cái lời khuyên của mẹ bạn ấy đến ai? Her friends. Okay, her friends at school. Jan passed her mom advice on to her friend at school. Her friend at school. Okay, good work. Easy, right? Now let's move on to the next part. The next part is grammar. Chúng ta sẽ đi qua phần ngữ pháp. I fill in the blanks using the words in the box. Chúng ta sẽ điền vào ô trống sử dụng những từ trong khung. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một tí xíu về từ chỉ lượng. Okay, indefinite quantifiers là từ chỉ lượng như là lots of là nhiều. Sau lots of là gì? Danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Ok, ok, và thường nó sẽ sử dụng trong câu khẳng định. Ok, tiếp theo some thì được sử dụng cho cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ok, some cũng được sử dụng trong câu khẳng định. Ok, và some cũng được sử dụng cho những câu hỏi mang câu hỏi trong lời mời hay là câu hỏi đề nghị. Would you like some coffee? Hay là gì? Okay, may I have some age? Okay, etc. Okay, how about little? A little, chúng ta sử dụng a little với những danh từ không đếm được. Okay, chúng ta sử dụng a little với những danh từ không đếm được. Not any thì sau not any chúng ta cũng sử dụng với danh từ không đếm được hoặc là danh từ đếm được. Not any thì thường được sử dụng trong câu phủ định hoặc là trong câu hỏi nha. Good work. Not any là không bất cứ cái gì. Lots of là gì? Nhiều, some là vài, a little là một chút, đúng không? So number one here, a lots of, đúng không? Cái bức hình đầu tiên đó là gì? Nhiều, lots of, okay, nhiều. Number two, that means some là một vài, okay. Number three, that means not any, không có bất cứ cái gì. Number four, a little. Okay, good work. Now B, look at the table and write sentences using indefinite quantifiers. Nhìn vào bảng và viết câu sử dụng những từ chỉ lượng. Okay. Now number one, how much fruit juice did Kim drink? Bạn Kim uống bao nhiêu nước ép? Chúng ta sẽ nhìn vào đây Kim. Drink fruit juice a little. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng ở đây từ chỉ lượng là a little. Kim drinks a little fruit juice. Kim uống một chút nước ép. Number 2, how much junk food does Joe eat? Joe thì ăn bao nhiêu thức ăn vặt, đúng không? Joe ở đây eat junk food có nghĩa là nhiều, đúng không? Nhiều. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nói sao? Joe eats a lot of junk food. Joe eats a lot of junk food. Hay là Joe eats lots of junk food. Joe thì ăn nhiều gì? Đồ ăn vặt. Okay, good work. And number 3, how much exercise does Julia do? Julia thì tập thể dục bao nhiêu? Julia, where here? Some. Okay, so we can write here. Julia did some exercise. Julia did some exercise. Number 4, how much TV did Bill watch? Bill thì xem TV bao nhiêu? Bill here. Không xem TV. Không xem TV, như vậy ở đây là mình sẽ nói như sao? Bill doesn't watch any TV. Bill doesn't watch any TV. Bill không có xem bộ phim nào hết á. Bill không có xem TV. Okay. And number 5, how much sport does James play? James thì chơi thể thao bao nhiêu? Here. Hình này có nghĩa là a lot of, nhiều. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nói sao? James play a lot of sports. Okay, James play a lot of sports. Hay là James play lots of sports. James chơi nhiều thể thao. Okay? Good, right. Now let's move on to the next part. The last part is writing. Chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng là phần viết. Write 2 or 3 sentences about yourself. Use the activity in task B. Trong phần này chúng ta sẽ viết 2 đến 3 câu về bản thân của mình và sử dụng những hoạt động trong phần B nha. Ví dụ như là mình có thể nói sao? I do a lot of exercise but I don't play any sport. Tôi tập nhiều thể dục nhưng mà tôi không chơi bất kỳ môn thể thao nào. I do a lot of exercise but I don't play any sport. Tôi tập nhiều thể dục, tôi tập thể dục nhiều nhưng mà tôi không chơi bất kỳ môn thể thao nào hết. Okay, I eat some junk food. Tôi ăn một ít đồ ăn vặt. Alright, I drink a lot of fruit juice. Tôi uống nhiều nước ép. Okay, etc. like that. Okay, you can write with your idea here. Okay, các bạn cũng có thể viết theo ý của mình nhé. Viết 2 đến 3 câu về bản thân của mình. Okay, và sử dụng những cái hoạt động trong phần B. Okay, sử dụng những cái hoạt động trong phần B. Okay, những hoạt động trong phần B đó là gì? Eat junk food, ăn đồ ăn vặt. Do exercise, tập thể dục. Watch TV, xem phim. Drink fruit juice là uống nước ép. Play sport là chơi thể thao. Ok, những cái hoạt động đó mình sẽ viết về, mình sẽ dựa vào những cái hoạt động đó để viết về bản thân của mình. Ok, good work. So now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Goodbye. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye and see ya.